dấu hiệu tố cáo sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề tuyệt đối không nên bỏ qua. Thường xuyên gặp ác mộng khi ngủ, cảnh báo sớm về bệnh Parkinson hoặc là cơ thể của bạn đang chịu một áp lực rất lớn. Dễ nổi nóng, cảnh báo sớm về bệnh trầm cảm. Thay đổi màu mắt, người dưới 45 tuổi mà gặp tình trạng này là cảnh báo sớm về cholesterol cao. Ngủ gục vào ban ngày, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên thì đây là hội chứng rối loạn giấc ngủ, có thể cảnh báo sớm về bệnh tự miễn dịch lupus hoặc là bệnh viêm khớp dạng thấp. Cảm giác ngứa, đau nhói hoặc là châm kim ở chân, đặc biệt là khi ngủ là hội chứng chân không yên. Hội chứng này thường khiến cho chân phải cử động thì mới bớt đi cảm giác khó chịu. Thèm ăn mặn, cảnh báo mất cân bằng điện giải, hội chứng tiền kinh nguyệt, mang thai hoặc là mức độ căng thẳng cao. Khát nước khủng khiếp, Hiệp hội Tiểu đường Mỹ đã cảnh báo nếu bạn cảm thấy khát nước không thể chịu nổi, kèm theo một vài triệu chứng như là ăn rồi vẫn đói, mệt mỏi cực độ, mờ mắt giảm cân hoặc là tê bì tứ chi, có thể là cảnh báo sớm về bệnh tiểu đường type 1. Bệnh tật không tự nhiên mà xuất hiện, cơ thể luôn cảnh báo để chúng ta phát hiện từ sớm. Nếu bạn có một hoặc là nhiều triệu chứng ở trên thì hãy đi kiểm tra ngay để nắm rõ được tình trạng sức khỏe của mình nhé.